những thương hiệu Việt Nam nào thực chất đã thuộc quyền sở hữu của nước ngoài? Kết cục của các thương hiệu này sau khi bán mình là gì? Đầu tiên, ta có Highlands Coffee bán lại cho Jollibee. Thương hiệu cà phê thuộc quyền sở hữu của VTI, Việt Thái International đã không còn xa lạ với người Việt, đặc biệt là đối với các doanh nhân và dân văn phòng. Đang ăn nên làm ra như vậy, nhưng vì sao Highlands lại chấp nhận bán mình cho Jollibee, thương hiệu nổi tiếng toàn cầu với món gà rán nhỉ? Thực ra thì Jollibee đã chi ra 25 triệu USD để mua lại 49% bộ phận kinh doanh Việt Nam của tập đoàn VTI. Không những vậy, còn đồng ý để VTI vay thêm 35 triệu USD với lãi suất chỉ 5%, và khoản tiền này sẽ được dùng để đầu tư cho các hoạt động kinh doanh của tập đoàn trong tương lai. Thương vụ ngon nghẻ này sẽ là bước đệm cho sự phát triển của Highlands Coffee để có thể cạnh tranh trực tiếp với Starbucks. Số 2. X-Men, đàn ông đích thực, thực chất đã bán mình cho Ấn Độ. Sự tình là như thế nào? Hãy cùng Angelix tìm hiểu tiếp nhé! X-Men là thương hiệu thuộc công ty hàng gia dụng quốc tế ICP do ông Phan Quốc Công thành lập. Tháng 3 năm 2011, tập đoàn mỹ phẩm Marico của Ấn Độ đã mua lại 85% cổ phần của ICP nhưng vẫn giữ lại toàn bộ nhân sự điều hành. Và quyết định bán mình này là vô cùng đúng đắn khi chỉ 3 năm sau, doanh thu của công ty đã đạt đến 1.000 tỷ đồng, gấp đôi so với trước khi bán. Thứ 3, Diana là con gái thật tuyệt, bán lại cho Unicharm của Nhật Bản. Công ty cổ phần Diana do anh em ông Đỗ Minh Phú và ông Đỗ Anh Tú thành lập với số vốn đầu tư ban đầu là 600.000 USD. Khi công ty dần dần phát triển, ông Phú biết rằng nếu chỉ dựa vào tiềm lực của mình thì Diana sẽ không thể vươn xa đến thị trường toàn cầu được. Vì vậy, ông đã chấp nhận bán Diana cho tập đoàn Unicharm của Nhật Bản, và cũng giống như X-Men, đơm hoa kết trái chỉ sau 3 năm đổi chủ, Diana cũng đã đạt tới 4.000 tỷ đồng doanh thu và hơn 800 tỷ lợi nhuận sau thuế. Còn những thương hiệu Việt Nam tiếng tăm nào đã không còn thuộc quyền sở hữu của Việt Nam nữa? Hãy đón chờ phần 2 cùng Entrix, ứng dụng giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời nhé. Wow. Sinh vật kỳ bí nào kia? À, đó là người chưa biết đến ứng dụng miễn phí giao dịch chứng khoán trọn đời. Tải ngay Entrix để trải nghiệm ngay hôm nay.